Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quay lại với lại channel của Tuấn Life and Motorsports và hy vọng hôm nay quý vị có một ngày rất là tốt đẹp. Hôm nay Tuấn muốn nói chung là review về chiếc xe cưng của Tuấn. Nói chung là từ lúc mà Tuấn đã mang nó về thì Tuấn chỉ có chắc làm một cái video thôi, và mấy video khác review có nó trong cái video, nhưng mà Tuấn chỉ dùng để quay mấy cái chuyện khác. Và hôm nay thì Tuấn muốn nói chung là trao đổi cái trải nghiệm của Tuấn sau 6 tháng sở hữu được nó. Nói chung là từ đó tới giờ thì Tuấn cũng thay đổi vài thứ trên chiếc xe. Thôi chị mình bắt đầu nha. Ok, so đây Tuấn đang nhìn cái đầu của chiếc Habermotard 950 nha quý vị. Và quý vị thấy cái này là gọi là đèn sáng nè, đèn đi bằng sáng nè, daytime running lights. Nhìn rất là ngầu nha. Và cái chủ trước á thì chủ trước có dán khói cái kiến nè cho nó mờ ấy. Nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà mỗi tội thì tối nó rất là khó thấy, chạy xe rất là khó thấy nha, đèn nó rất là mờ. Rồi tương lai thì Tuấn sẽ gắn một cái đèn pha đây nè, để đi thô thì gặp nơi nào mà nó tối quá đó thì nó sẽ dễ thấy hơn. Nói chung là cái này thì đi vòng quanh thành phố thì không sao nha, vẫn còn thấy được, nhưng mà mấy cái nơi mà nó cực kỳ không có đèn tối á, nó rất là khó để chạy. Rồi bây giờ mình đi xuống đây đi ha. Đây nè, quý vị đang kẹt ở đây là cái Brembo nè, cặp thắng Brembo. Cái loại này là loại trung bình nhất của hãng Brembo nha quý vị. Còn mình bắt đầu mình lên á, lên cái giá, bắt đầu lên cái thì nó cái mình bắt đầu lên thì cái Brembo nó sẽ, cái chữ Brembo nó sẽ ấn vào và nó sẽ có màu đỏ nha. Nhưng mà tại vì chiếc này thì Tuấn cũng không có chạy mạnh, chủ yếu là Tuấn dùng chiếc này để đi thành phố rồi đi thô nhẹ rồi đó, thì Tuấn không có cần up lên nha, chỉ giữ cái này được rồi, không cần đầu tư vào để có cái cặp Brembo xịn hơn. Còn đây nè, các bạn thấy ở đây là đây nó để cả là Marzocchi, cái này là phục Marzocchi nha. Marzocchi nổi tiếng về phục xe đạp nha quý vị, và ở đây Marzocchi có hợp tác với lại Ducati để xây đâu để gắn cái này vô. Nói chung là chiếc Ducati Habermotard 950 trung bình với lại RVE nó sẽ có phục Marzocchi, còn cái chiếc SP thì nó sẽ có Ohlins nha quý vị. Còn Tuấn nhớ là cái cặp Marzocchi lúc mà Ducati 821 á thì nó cũng có nha, nhưng mà cái cặp Marzocchi đó nó xịn hơn nha. Còn đến là để là cũng của Brembo luôn nha quý vị. Mâm này thì mâm stack nè, mâm zin này nhìn nó cũng đẹp. Rồi mình bắt đầu qua đây đi. Đây là cái bảo vệ lọc nước với lại lọc dầu của Evotech nha. Cái này thì Tuấn không có gắn vào. Cái này là chủ trước gắn nha quý vị. Nói chung là nó bảo vệ đá rồi. Nói chung đường Việt Nam mình thì ai mà chạy mô tô thì phải cần gắn cái này nha. Tại vì đá nó rất là, đá sỏi ở đường Việt Nam rất là nhiều, và nó cực kỳ dễ để làm hư cái này nha. Đặc biệt là chiếc Ducati này, cái lốc dầu của nó nằm ở đây nè, nằm ở dưới đây nữa nè. Rồi mình bắt đầu đi qua đây một nữa nè. Rồi mình đi qua đây thì mình thấy cái máy L-Twin nha. L-Twin 937cc. Hold on. Có anh nào chạy mô tô chạy qua là Tuấn ồn quá, để Tuấn đợi giờ anh quay qua rồi Tuấn quay tiếp. Đâu coi coi chiếc này chiếc gì ta? Chiếc này chiếc S1000 RRR cái voi á. Nhưng mà thôi để Tuấn quay lại nha. Rồi, cái máy 937 này nó có trong rất là nhiều dòng của Ducati nha quý vị. Nhưng mà tùy cái loại xe thì nó sẽ chỉnh theo
cái compression ratio tiếng Việt Nam gọi là sao ta? Nói chung là cùng mã nhưng mà tùy thôi, tùy loại chiếc xe thì cái mã lực rồi nó sẽ cái đề ba của nó sẽ khác nhau nha. Đây các bạn thấy cái đỏ này là cái này là Samco Host, nhưng mà để chút nữa Tuấn qua bên bên trái của chiếc xe rồi thì Tuấn sẽ chỉ nó chi tiết hơn. Rồi mình đi xuống đây đi, rồi các bạn thấy nè, cái đây là cái bô nè. Bô này là Tuấn làm lại nha. Bô này thì hãng SC họ có làm nha, nhưng mà không có làm cho cái Ducati 950 nha, họ làm cho 821 với lại 939. Thì Tuấn nghĩ là chắc Tuấn là một người đầu trên cả thế giới làm cái bộ đường đi đường này cho Hypermotard 950 á. Lúc mà Tuấn mới mua chiếc xe này á thì cái chủ trước có một cái bộ dài vậy nè. Cái họ để cho anh nó chạy qua. Đúng là cái chiếc cá mập nghe nó đã thiệt á. Không biết chút nữa Tuấn edit không biết chung nữa có nghe được không ta, chắc nghe được, tại nó cũng khá là to ấy. Nhưng mà thôi để Tuấn quay lại với lại chiếc xe này nha. Ok, so cái bộ của 950 là nó đi xuống đường này nha các quý vị, và nó cực kỳ nóng. Mà lúc mà Tuấn lấy về đó, thời Tuấn chạy đó, Tuấn thấy nó rất là nóng luôn, và đặc biệt là tội cho người ngồi đằng sau á, họ nóng đít lắm. Với lại từ đó giờ Tuấn cũng mê cái đường bô này nữa, thì Tuấn mới làm custom nha. Nói chung là bô này là làm custom 100% ở Việt Nam nha quý vị. Mà vẫn coi nè, quý vị coi cái đường nét của nó đi nè, rất là ok nha. Có thể 10 năm trước á, thì mình có thể so sánh là bên Thái làm tốt hơn mình, nhưng mà bây giờ cái gọi là cái skill level á của Việt Nam mình á, nó cũng rất là đẳng cấp nha quý vị. Rất là đẹp, nếu mà quý vị coi nè, đường nó không có bị xéo xiết gì hết nha. Rồi đây nè các bạn thấy nè, đây là cái L twin đó nha, là ở đây là cái piston, ở đây là cái piston nha. Thì cái đường bô nó đi nè, nó đi từ nó gọi là 2-1 nha, 2-1 nha. Đây nè, một đường đây nè, đúng không các bạn? Quý vị thấy không đó? Rồi ở đây nữa nè, đó quý vị thấy không? Đó, đường thứ hai. Rồi chạy vào đây, đó là 2-1, xong rồi bô này ra. Bô này là bô của Ducati Monster 795 nha. Cái này là bô bên, nó có hai bô lận, cái này là bô bên phải. Thì Tuấn lấy cái đầu bô này, xong rồi Tuấn chế cái đường dây custom đây nha. À, và nói về cái độ nóng á, tại vì cái máy của Hypermotard á, nói chung là cái máy của Ducati nó có cái L-twin, xong rồi đương nhiên bây giờ là nó có cái V4 nữa. Nhưng mà cái L-twin này đó nó rất là gọn, nó rất là cực kỳ gọn. Làm vậy lên một cái điều tốt là nó làm cho xe rất là hẹp nha, nó không bự nữa. Tại vì nếu mà mấy cái chiếc Nhật á là phải bốn máy dày đúng không, nó phải nằm dày nè, để đâm ra cái bề ngang của chiếc xe nó sẽ to hơn. Còn cái máy này nó nằm cái đường L-twin giống vậy nè thì nó sẽ nhỏ, nó làm chiếc xe sẽ gọn hơn nhiều. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ nằm ở đây là cái khúc tai này, Tuấn để là cái khúc mà Tuấn ngồi này nha, thì cực kỳ lúc mà cái hơi nó phát hơi đó, nó ra đây dữ lắm. Thì đó, từ lúc mà Tuấn đổ bô này ra đó, nó giảm cái độ nóng rất là nhiều. Đương nhiên nó chỉ nóng ở khúc này thôi, nhưng mà độ nóng thì nó cực kỳ nó giảm đi xuống cũng khá là coi như là chắc cũng phải 30% á. Còn ở đây là cái keo chống nóng là Tuấn có dán ở đây nè ha. Rồi ở đây là một cái này là cái heat shield nha, cái này để cũng là cái này cũng làm custom để chống nóng nha. Thôi mình qua đây đi ha. Nếu mà qua đây thì quý vị sẽ thấy ở đây là gọi là cái single sided swing arm nha, cái sườn một đường á. Nếu mà tiếng Việt tôi nghĩ nó là cái sườn một đường nha. Và cái này là gọi là một cái đặc điểm của mấy cái chiếc xe bên châu Âu và đặc điểm của Ducati nha. Nhưng mà Ducati có xe sườn chuyển, gọi là sườn truyền thống nha, là nó có hai bên luôn á. Rồi Tuấn để cái này zin nha, tại vì cái chiếc này mà đi mà trúng nước mưa sình nó dễ dăng lắm, thì cái này nó cũng đỡ, nó chống một chút thôi, nhưng mà nó cũng dăng nhiều, cực kỳ nhiều.
Rồi đi qua đây nè, các quý vị thấy nè, cái này là cái single side swing arm nè. Tôi nghĩ tiếng Việt nói là sườn, thì Tuấn cái này Tuấn nói đại nha, sườn một đường nha. Và tương lai thì Tuấn sẽ thay cái này, và cũng thay cái này là cái phục zin của Bosch. Rồi sau cái phục thì ở đây là cái xuồng này là Tuấn sơn lại màu đen nha quý vị. Mình mua cái Hypermoto 950 cái bản tiêu chuẩn á, thì nó sẽ có là cái sườn này nó sẽ màu này nè nha. Rồi Tuấn sơn lại màu đen giống cái mẫu SP đó. Tại Tuấn thấy cái màu đen này nó cái form nó cái đường nó đi nó nhìn nó đẹp hơn là cái màu này. Nhìn nó làm cho cái đuôi lại nhìn nó gọn hơn nha. Rồi tiếp theo thì quý vị thấy ở đây nè. Cái này là cái Ducati vừa là quick shifter mà vừa là gọi là auto blipper nha. Quick shifter là gì? Là mình lúc mà mình đẩy số lên á, mình không cần bấm cái Antaya này nha quý vị. Trên 20 cây số nha. Còn cái auto blipper là lúc mình đẩy xuống á cũng vậy luôn, mình không cần bấm này nha. Coi như là nó như y hệt như là chiếc xe quay vậy đó. Nó làm như vậy để cho mình đổi số nhanh hơn, không phí thời gian bấm còn là Antaya nha. Còn cái này là cái của CNC nè, cái này nó gọi là nó trợ lực, nó giúp cái còn á, lúc mà mình bóp mình để mình đổi số đó nó nhẹ hơn nha. Không có cái này nó cực kỳ cứng nha, nhưng mà có cái này thì nó rất là nhẹ nha, cực kỳ nhẹ. Nói chung là Tuấn nhiều khi Tuấn chạy xe 4-5 tiếng nhưng mà không có bao giờ mỏi tay ha. Rồi tiếp theo nếu mà mình thấy ở đây nè, nó sẽ để là Semco Sport, nên là ống Semco nha. Rất là nổi tiếng. Nói chung là gắn cái này vô đó thì nó giúp giảm được cái nhiệt độ của máy cũng khá là nhiều á, nhưng mà sự thật thì đi Ducati này thì mình phải chấp nhận là nó sẽ nóng thôi. Nhưng mà cái này nó rất là tốt, với lại một phần nó nhìn nó cũng đẹp, nó làm cho sáng cái khúc máy ra nha. Và cái này nó có đủ thứ màu nha. Tôi nghĩ là có màu đỏ, màu xanh, màu đen và màu xanh lá cây nữa nha. Rồi ở đây thì quý vị sẽ thấy là chữ AP nha. Tuấn lấy cái idea cái kiểu đó là từ cái chiếc Ducati SB, nhưng mà lại cái này là không phải là chiếc SB thì Tuấn mới để AP. AP là tên ngắn của Tuấn nha, tại ở Việt Nam thì tên là Tuấn Anh, còn bên Mỹ là Tuấn là anh Tuấn Phạm, thì AP là cho ngắn cho anh Tuấn Phạm nha. Với lại cái tem của SB thì nó không đen như vậy đâu, nó sẽ bạc hơn một xí nha. Rồi ở đây có cái này nè, cái này thì Tuấn không có phải gắn nha, cái này là của chủ trước gắn, cái này bằng carbon nha, cái này để bảo vệ cái bình xăng á. Tiếp theo thì mình đi đây đi mình đi lên đi ha. Tuấn có thay cái hũ đựng dầu tay con với lại dầu thắng nha, tại cái zin nó cực kỳ dễ bị gãy nha quý vị, thì Tuấn có đổi ha. Rồi tiếp theo là cái này nè, cái này là cái đồ chơi mới nhất nha. Cái này là cái Olin's trợ lực nha. Còn cái này là cái đồ đen này là gọi là của CNC nha, cái đồ adapter đó. Thì cái chiếc Hypermotor này á, nó một phần là nó rất là cao, mà không chỉ cao, cái cầm lái của nó cũng cao nữa. Đâm ra làm như vậy đó, nó cái đầu của nó rất là nhẹ và rất là dễ bị rung nha nè. Đặc biệt là mình đi tốc độ cao á thì nó rung rất là ghê. Thì cái này nó trợ lực cái đó, nó giúp đó để cho mình không rung. Với lại mình ôm cua nó sẽ giữ được hơn ha. Cái hệ thống electronics của nó cũng rất là tốt nha quý vị. Thì hiện tại thì quý vị thấy không, nó đọc là 19993, là 19993. Từ lúc mà Tuấn lấy nó về thì Tuấn cũng chạy được 6.000 km rồi. Nói chung là nó một cái chiếc xe Tuấn cực kỳ thích nha. Và Tuấn cũng sở hữu được vài chiếc, thì Tuấn thấy chiếc này nó rất là dễ để đi và chạy. Ok, thì các bạn thấy là cái này là cái mô touring nha. Tuấn hay dùng cái mô này để đi gần và đi xa. Nhưng mà nó có ba chế độ nha. Chế độ đầu là quý vị thấy là gọi là sport. Rồi tiếp theo là touring. Và thứ ba là urban nha. Urban là cái mode mà mã lực nó sẽ cỡ 70 mấy thôi, và nó để cho mình chạy vòng quanh thành phố thôi. Rồi tới touring thì chính giữa nha.
Touring thì cũng là 100 mấy mã lực đó. Còn Sport là mạnh nhất. Và Sport thì mấy cái như là cái traction control với lại cái wheelie control bốc đầu nó sẽ thấp nhất. Thôi bây giờ mình chạy một vòng đi để Tuấn nói thêm nha. Hello quý vị, Tuấn muốn cảm ơn quý vị đã coi video của Tuấn. Nếu mà quý vị thích cái loại video này thì Tuấn có post hai cái link nha, ở đây và ở đây, và quý vị có thể bấm vào link và coi tiếp theo. Và Tuấn cảm ơn quý vị nha, Tuấn chào quý vị nha.